Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết, để xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 nối quận 1 và quận 2, sắp tới gần 100 cây cổ thụ trên đường Tôn Đức Thắng sẽ phải bị đốn hạ. Theo đại diện Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh thì loại cây phải đốn hạ là loại sọ khỉ, tức xà cừ, nằm dọc theo chiều dài và các trụ cầu Thủ Thiêm 2 phía quận 1. Đây là những cây cổ thụ có đường kính gần 1 mét nên không thể bứng giờ đi được vì nguy cơ cây bị chết rất cao. Mặt khác, loại cây này có rễ lồi thuộc danh mục cấm trồng trên đường phố đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành từ cuối năm 2013, do vậy mà phải đốn hạ. Đường Tôn Đức Thắng là một trong những con đường hiếm hoi ở trung tâm thành phố, có hàng cây cổ thụ che mát cho người tham gia giao thông, cũng như tạo mảng xanh cho thành phố. Việc đốn hạ hàng cây rợp bóng mát trên tuyến đường vốn đã rất quen thuộc này khiến nhiều người dân luyến tiếc. Nên tôi nghĩ là nên có sự quy hoạch lại, bởi vì ở đây là một cái công, nói chung là nó là một gần như là một cái tuyến đường có những cái hàng cây cổ thụ, thì việc đốn ngã nó là một cái điều rất là đáng tiếc. Trong khi cái xu hướng của thế giới đang là bảo vệ môi trường, xây dựng một cái hành tinh xanh đó, thì tôi cảm thấy rất là tiếc. Nếu mà có khả năng mà để được á, mà nó không ảnh hưởng gì lắm á, thì nên để cái rạng cây này cho nó làm một cái môi trường thành phố nó mát và trong lành để có giữ được cái môi trường tốt đẹp hơn. Thứ nhất là giữ được cái hàng cây, đừng có bỏ hàng cây đi, mà vừa là có cầu mà vừa là có cây mới là quan trọng. Còn bây giờ nếu mà cầu có mà cây không có là không đảm bảo được, phá nguyên cái hàng cây đấy đi thì hơi uổng. Nên là nên có vừa là có cầu vừa là có cây để cho dân người ta hưởng, và đồng thời nó trời mưa các thứ người ta cũng có chỗ người ta trú, như vậy tốt nhất. Song song với việc đốn hạ cây xanh của dự án cầu Thủ Thiêm 2, khu quản lý giao thông đô thị số 2 Sở Giao thông Vận tải cho biết sẽ đốn bỏ 215 cây xà cừ trên trục đường Nguyễn Văn Hưởng, quận 2 để mở rộng diện tích mặt đường và đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Được biết, việc đốn hạ sẽ được thực hiện trong 3 năm và dự kiến sẽ thay thế bằng cây bằng lăng.